Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2021 của tuổi Sửu. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Sửu âm lịch về phương diện sự nghiệp. Tháng 3 năm 2021, người tuổi Sửu cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với những rắc rối bất ngờ xảy ra trong sự nghiệp. Hãy luôn giữ tinh thần tích cực, nghĩ rằng khó khăn thử thách cũng chính là lúc rèn luyện bản thân, để trở thành một con người cứng cỏi, bản lĩnh hơn. Cục diện tương phá tác động khuyên bạn nên đề cao cảnh giác những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện để ngáng đường bạn, phá hoại những công việc mà bạn đã luôn cố gắng làm từ trước tới nay. Hãy luôn cố gắng duy trì đầu óc tỉnh táo, minh mẫn khi bắt tay vào công việc, không dễ dàng tin theo lời bàn ra tán vào của người khác. Đặc biệt, người có quyền cao chức trọng nên kiên định với ý kiến của mình, tránh nghe lời xúi bẩy của những kẻ nịnh nọt, khiến bản thân đưa ra những quyết định sai lầm. Nguyệt lệnh lâm suy cũng cho thấy những dấu hiệu sa sút của bản mệnh trong công việc. Bạn có thể trở thành một người quá dễ thỏa hiệp, thậm chí không dám đấu tranh cho sự nghiệp của mình. Một số người rơi vào tình trạng an phận, dễ dàng hài lòng với thực tại nên không muốn tiếp tục cố gắng, cuối cùng trở nên tụt hậu so với tập thể. Tháng 3 này, bạn cần phải vực dậy tinh thần cho chính bản thân mình, nếu không công việc của bạn sẽ trên đà, xuống dốc không phanh. Kể cả khi gặp phải khó khăn, bạn cũng nên suy nghĩ tích cực và không ngừng cố gắng. Thái âm cát tinh chiếu mệnh cho thấy sự nghiệp của bạn không chỉ toàn những điều tiêu cực. Nữ mệnh gặp được nhiều may mắn hơn so với nam mệnh. Trong những khi gặp khó khăn, quý nhân xuất hiện có thể đem lại cho bạn tia hy vọng, giúp bạn tìm ra hướng giải quyết những khó khăn. Khi người có kinh nghiệm hơn có thiện ý giúp đỡ mình, bạn nên trân trọng và học hỏi thật nhiều từ đối phương. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Sửu âm lịch về phương diện tài lộc. Theo tử vi, tài lộc của người tuổi Sửu khá ảm đạm trong suốt tháng 3 này. Bạn cần cẩn trọng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, làm ăn, bởi nhiều khi các mối làm ăn không béo bở như bạn thoạt nhìn đâu. Trước khi làm việc gì, bạn cũng cần phải đánh giá thật chính xác tình hình trước mắt cũng như năng lực của bản thân, không nên mù quáng chạy theo đám đông hoặc theo lời khuyên của người khác. Tương phá đem tới kẻ tiểu nhân, khiến các công việc vốn luôn vận hành tuần tự của bạn cũng dễ gặp phải vấn đề. Khi phải giải quyết những trục trặc bất ngờ xảy đến, bạn chớ vội đổ lỗi cho bất cứ ai, bởi việc đó có thể chỉ gây tốn thời gian mà thôi. Trước mắt, hãy tìm xem vấn đề bắt nguồn từ đâu để có định hướng khắc phục cho đúng đắn. Tháng này, bạn còn có thể phải tốn nhiều tiền bạc cho việc phá dỡ, xây sửa nhà cửa. Vì vậy, hãy hạn chế tiêu dùng, tránh lãng phí tiền cho những mục đích không thực sự cần thiết. Nếu vừa phải lo cho những việc trọng đại, lại vừa phải tốn tiền cho những khoản chi phí không ngừng phát sinh, bạn sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh cháy túi. Nguồn tiền của người làm công ăn lương không có những biến chuyển tích cực trong tháng này. Trên cơ bản, bạn vẫn nhận được khoản tiền lương đều đặn mỗi tháng. Hãy hạn chế sai sót của bản thân ở mức tối đa, tránh gây ra sai sót trong công việc, phải dùng tiền lương của mình để đền bù thiệt hại. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Sửu âm lịch về phương diện tình duyên. Tình duyên của người tuổi Sửu về cơ bản là những nốt trầm buồn. Cục diện tương phá tác động xấu khiến bạn luôn phải đối mặt với những rạn nứt tình cảm không mong muốn. Trong gia đình, anh chị em thường xuyên mâu thuẫn khiến bạn phải đau đầu để tìm cách cân bằng lại. Mỗi người nên nhường nhau một chút, không nên quan trọng hóa vấn đề hoặc nâng cao quan điểm của bản thân. Hãy học cách lắng nghe người khác và chín bỏ làm 10, để tránh những phiền phức không đáng có. Cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên mâu thuẫn nhau vì những suy nghĩ bất đồng. Khoảng cách thế hệ khiến những suy nghĩ khác biệt nảy sinh là chuyện khó tránh khỏi, quan trọng là đôi bên phải biết đặt mình vào vị trí của đối phương, thông cảm cho đối phương và thấu hiểu cho người còn lại thì vấn đề mới có thể giải quyết được. Mối quan hệ của các cặp vợ chồng cũng dễ rơi vào ngõ cụt bởi hai người thường xuyên hơn thua nhau, ngay từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Bạn nên chú ý đến lời ăn tiếng nói, đừng để hành động trong lúc tức giận của mình gây ra những tổn thương cho chữa lành cho người ấy. Tuy nhiên, nhờ có thái âm cát tinh chiếu mệnh mà nhân duyên của người độc thân, đặc biệt là nữ mệnh cũng vẫn sẽ có những điểm sáng. Bạn có cơ hội được làm quen với một vài đối tượng triển vọng. Nếu biết mở lòng mình hơn, bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn.
Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Sửu âm lịch về phương diện sức khỏe. Nguyệt lệnh lâm suy mang tới những tác động không tốt cho sức khỏe của mệnh chủ. Người tuổi Sửu thường xuyên rơi vào tình trạng lo lắng quá độ, khiến cơ thể mệt mỏi, thần kinh cũng có dấu hiệu suy nhược. Cách tốt nhất để giải quyết tình trạng này là suy nghĩ đến những điều tích cực hơn. Bạn cũng có thể tâm sự những điều mình đang chất chứa trong lòng với những người đáng tin cậy. Tin rằng khi tinh thần nhẹ nhõm, bạn cũng sẽ cảm thấy hăng hái, khỏe mạnh hơn nhiều. Bạn cũng có thể thường xuyên tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao với mọi người xung quanh mình. Việc ấy không chỉ giúp bạn cải thiện sức khỏe mà còn giúp bạn mở rộng các mối quan hệ tạo ra cơ hội cho tương lai. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu trong tháng 3 âm lịch. 1. Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa, nam La Hầu, nữ Kế Đô. Khẩu quyết thiếu hăng hái, dễ thỏa hiệp, bỏ lỡ thời cơ thể hiện điểm mạnh. Quý nhân Tỵ, Dậu. Tiểu nhân Mùi, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, cà phê. 2. Tân Sửu, thuộc mệnh thổ, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết chịu sự cạnh tranh của tiểu nhân, công việc gặp phải nhiều trục trặc. Quý nhân Hợi, Tý. Tiểu nhân Mùi, Tuất. Màu sắc may mắn, xám, nâu. 3. Quý Sửu, thuộc mệnh mộc, nam Thái Bạch, nữ Thái Âm. Khẩu quyết vợ chồng có dấu hiệu lạnh nhạt, thiếu gần gũi, thấu hiểu nhau. Quý nhân Tý, Tỵ. Tiểu nhân Tuất, Ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. 4. Ất Sửu, thuộc mệnh kim, nam La Hầu, nữ Kế Đô. Khẩu quyết, suy nghĩ căng thẳng, sức khỏe giảm sút, hãy tâm sự với người thân. Quý nhân, Mão, Hợi. Tiểu nhân, Dần, Thân. Màu sắc may mắn, vàng kim, trắng. 5. Đinh Sửu, thuộc mệnh thủy, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết, tài lộc ảm đạm, không đạt được bước phát triển vượt bậc. Quý nhân Tý, Sửu. Tiểu nhân Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn tím, nâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong